Bây giờ chúng ta đang ở ngay ngoài đường khách sạn và trên trời rất là nhiều sao. Bởi vì người ta nói là ở đây là nơi nhiều sao nhất, đúng không Cát Tây? Đúng, tiểu bang. Tiểu bang nhiều sao nhất. Đẹp quá. Nhiều sao nhất. Cái này là bình thường thôi, chị chạy cái núi ông nói cái chỗ mà hồi chiều mình đi mà mình thấy nhiều người đứng á. Mà mình đi về lại á, chị đứng ở đó là thôi, view được. Đầy hết rồi. Tại vì nó trên cao hơn. Vậy mình chạy ra đó mình ấy đi. Đi. Mình chạy ra đó mình coi sao đi. Được lắm. Muốn chạy lại chỗ đó nữa không? Được. Đi muốn coi ngôi sao. Đi. Đi ra đó để quay ngôi sao thôi, tìm đâu làm gì đâu. Ừ. Đi. Đi chạy ra đó quay ngôi sao đi. Tại vì mình đâu làm gì đâu. Vậy ok không? Really? Đi. Ok. Nghe nhà làm gì? Đúng rồi, mình đi chơi quay ngôi sao đi. Quanh co phải không? Ừ. Đó là đường quanh co. Không có đường quanh co. Chạy ok mà. Ờ, nếu mà chiều em đi hả? Ừ. Đó, không phải, chỗ đó là chỗ gần mà. Thôi bây giờ mình đi ra cái chỗ đẹp quá à. Ồ, đã quá à. Khoái coi sao lắm á. Ở đây có ai khoái coi sao? Hai đi khoái coi sao? Ở đây có ai khoái coi sao? Chị Khanh nhìn hoài chứ chẳng. Mà Linh có khoái coi sao không? Ở đây có hai người không khoái coi sao mà có ba người khoái coi sao. Tại vì nó quá sáng, chị không thể nào thấy được. Rồi bây giờ mình đi vòng lại cái chỗ đông người hồi chiều để mình coi sao, ở đó coi mới đã. Bây giờ chắc không có đông như hồi chiều nữa đâu ha. Bình tĩnh. No overnight park. Dạ, nhưng mà mình ở đây không có ai hả? Không. Có thui vậy? Ừ. Có sao đâu, đi xuống đi. Để đậu đây luôn hay vậy hả? Yes. Ê, có cần cầm bóp không? Không cần nữa mà. Cần không? Cầm đi. Ai có điện thoại lấy đèn, bật đèn pin lên thêm đi. Cho nó sáng nè, lên. Cầm lên. Ủa sao hết pin rồi ta? Ồ, đẹp quá nè. Trời ơi, có nguy hiểm không? Không có ai hết mà mình đi vậy. Ở đây có nhà dân quá trời. Có gì đâu. Lấy điện thoại ra, mở đèn phụ lên nè. Lấy thêm điện thoại ra. 13 mới được nha. Đâu? Mình đến đâu? Ủa, phải có cái chỗ ngồi giống hùng. Chỗ mà ngày hồi trưa người ta ngồi đó. Đây nè. Ủa sao lạnh vậy? Nhưng mà thì Khánh khiến nhất cục như vậy. Ở đây nè, vẫn có người nè. Có không? Đâu? Đèn đi, người ta đang coi sao. Đèn chưa hết. Mưa lạnh quá. Đâu có thấy đường đâu. Đâu có thấy đâu. Bắt đi. Sao sáng quá. Ôi, đẹp quá. Bây giờ chúng ta ngắm sao nha các bạn. Đâu có thấy gì đâu mà nói. Thấy chứ. Không. Tắt cái đèn để sẽ thấy. Không. Nhưng mà tắt thì mình tối thui. Tắt luôn á nha. Trong cái gì chiều hết trơn rồi. Tắt điện. Thành phố về đêm. Đứng trên chiền dốc nhìn xuống thành phố. Ê, sao cái rung mày rung dữ vậy thôi? Lạnh quá. Nè cái này ấm nè, hai đi. Chồng vô. Vô cho nó ấm.
kìa, kìa con kích đi, con hai đi, không nhìn lên trời đi, cứ đứng ôm nhau, hả? Không nhìn sao đi, đứng ôm nhau. Quay không tất vậy? Cả này, tất cả mọi người đều rất là lạnh. Đi vô xe đi. Đi vô xe. Ba con gấu bắt cực. Ba con gấu bắt cực. Mấy đứa ơi, lạnh, em lạnh. Ơi, đi vô xe đi. Cho Linh đây. Tao cầm cho. Tội nghiệp Linh. Chút ơi. Đây cầm cho. Ok. Tất cả mọi người đều bỏ cuộc. Không chính xác, chỉ còn có Linh Trần cái gì đấy, hai đi tăng nữa và thơ thơ nhưng mà chị Khanh và Cát Ti rất bỏ cuộc rồi, lạnh rung cầm cặp và ra xe sao thì rất là nhiều sao nhưng mà thôi đi ra xe không quá thì sao không có ai ngắm sao hết. Nhiều sao quá đẹp quá, mình ước gì có thể quay được ha. Có thể quay cho mọi người. Ê, cũng có thể thấy được một vài cái sao nó rất là sáng thôi. Nhiều lắm, nói chung ở trên trời rất là nhiều sao cái chừng. Có ba cái ngôi sao nó ấy kìa. Nó thẳng hàng luôn đúng không? Có sao chổi nữa. Sao chị? Ê, em có thể thấy được ba cái ngôi sao thẳng hàng nè. Đó, yeah, cuối cùng cũng quay được cho mọi người coi. Finally. Có sao chổi, rất là nhiều sao nhưng mà quay thì mình không có thấy lắm. Zoom lên. Đó, cái sao mà ba đó là sao chổi đó. Đâu, ba sao đó không phải sao chổi. Hồi nãy em có... Sao chổi là một cái chùm ở trên kìa. Đâu? Chùm nè. Hai người đã bỏ cuộc. Hai con gấu bắt cực đã bỏ cuộc. Sao chổi để chị chúng để ta cùng đi vào chung đi. Tôi quá lạnh, quá lạnh, quá lạnh. Chủ này luôn đâu? Quá trời sao luôn. Sao sáng cũng có. Sao sáng cũng có, sao không sáng cũng có. Quá trời sao luôn, sao chổi cũng có, sao hôm cũng có. Sao gì cũng có. Bây giờ mình hát bài một ông sao sáng nha. 2, 3. Một ông sao sáng, 2 ông sáng sao, 3 ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng. 4 ông sáng sao, kìa 5 ông sao sáng, và 6 ông sáng sao. Trên trời cao. Rồi chúng ta hay chương trình quá. Coi sao đến đây là hết. Chúng ta xin đi về. Xin phép các bạn rung chương trình trời luôn. Rung cái môi nói không ra người. Chị lạnh mà chị vừa nói được. Em không có lạnh. Đã quá. Cứ tao hai đi, tao lạnh hai đi. Nhưng mà nếu mình có cái ống nhòm á hai thì mình coi đẹp lắm á. Bộ ở bệnh, bộ người ta hai đứa nó cái ống nhòm theo lạnh hơn dày mà. Nó cái mòn theo nó chùm nữa mình ngu. Chỉ có hai người thôi à. Không có một bóng người nhưng mà chỉ có hai người. Nó không sợ theo vậy hả? Không mà nó không sợ. Người ta không sợ ha. Mình sợ. Nếu coi sao thôi. Nếu mà không có hai người đó là không có một bóng người luôn. Chỉ có nằm đứa mình. Nãy em nói nhớ không? Nhưng mà nếu mà hai người đó đứng đó thì đâu có ai thấy người ta đâu, bắt ta đèn, đâu bắt sợ đèn, chị. Bắt đèn. Bắt đèn. Rồi, mình về khách sạn nha các bạn. Trên đường đi rất là tối tăm mù mịt trên đèn. Tối tăm mù mịt đâu, tới sáng tròn. Không, ý là nếu mà mình tắt đèn nó sẽ tối. Như hồi nãy mình đi tối thu thử tắt đèn coi hay đi. Trời ơi. Thôi, tắt đèn. Đó, tối đụng lá nè. Đó, thấy chưa? Ôi. Tối thui luôn. Hay đi. Tao nghĩ là mày vậy có dạy. Có dạy gái cũng vừa phải thôi nha, hay đi. Không, cái đó em dạy chị chứ không dạy gái. Đúng rồi.
mày nở lòng nào vậy hay đi, tự nhiên mày tắt cái hết hồn. Cái này á mà tưởng tượng mà nếu mà nó bị hư xe á, trời ơi là không biết làm sao luôn á. Khóc thiệt đó nha. Cái người này người ta còn ở trên cái chỗ đó luôn á. Đúng rồi, sợ ơn. Wow, yeah, they still up there. Có thể là người ta cam ở trên đó. Wow. Cái gì với cái này hai điều muốn lên nó khem hả? Huh. Trời ơi, lên nó ghê lắm á. Lên đó hai đứa trở thành người chết. Lạnh lắm á. Không, nhiều khi người ta vô đó một chút người ta đi về. Mấy cái xe này hồi chiều thấy luôn không để. Hay là người ta lạc ở trên nó người ta chưa có ra. Mấy cái nhà này là Airbnb tao nghĩ hả? Dạ đúng rồi. Hoặc nhập người ta ô nó chị. Mình thấy mình lạnh vô đây mình nóng quá ha. Ủa mày cứ để tao em lạnh vậy mà chị không có feel khô luôn á. Chị lạnh đúng, đúng luôn á. Không phải là con đã quá à, đâu lạnh đâu. Không thể nào mà ấy được. Em vô lạnh mà tao mới lạnh à. Thường ai mà để tay mình vô vậy thì mình giật mình liền á, sơ vào có đâu có lạnh gì đâu, mát mát thôi. Trời ơi, ông bà ơi, cái tay mình lạnh vậy mà nói vậy luôn hả? Không, nó có lạnh. Hết lạnh rồi. Chúng ta đã về tới khách sạn. Có 3-4 con nai. Lấy wifi giùm ơi. Đi vô phòng luôn, đưa đây. Lấy wifi giùm đi, đi với chị. Nè, coi mấy cái ghế này nè. Ôi. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái. Để ngồi thử coi. Ây da. Ờ, em không thích cái này. Em không thích cái gối này mà con két nó khoe ngồi. Ây da, đứng lên được luôn à. Trời ơi. Ây da. Ây da. Ây da. Ta 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 ta. Đi qua đây coi cái gì ở đây. Khám phá bên này coi. Nên đó chị có để ghế đi à, chắc là event gì á chị Thanh. Đâu hồ bơi đâu? Ủa hồ bơi chị mua đó. Em ở cái này chỗ đá sông nè. Thế đi ra thử coi. Chỗ đá sông nè, đóng cửa rồi. Ủa? Đóng cửa rồi. Wow, cái sảnh đây bự ghê luôn. Ồ, ở đây ngoài đây có một cái. Có lò sưởi ngoài đây. Wow, cái sảnh ngoài đây đẹp quá ta. Để chờ chị Khanh đi rest room. Wow, đẹp quá. Chờ chị Khanh ra mình đi. Chị hai con. Ê, ra đây nè, tụi bay ơi. Không phải hả? Tụi bay ơi. Nè, chỗ đây có sảnh đẹp chưa? Ồ, mát quá. Ủa, nó hồ bơi đâu? Không, lò bơi bên kia, lò bơi bên kia. Lò bơi hả? Lò sưởi. Lò bơi bên kia. Ủa, lò sưởi thiệt luôn nè. Đâu, thiệt không? Nè, ấm lắm nè chị Thanh. Ủa, ấm mắt rưỡi luôn nè. Ấm mắt rưỡi. Ấm rưỡi luôn nè. Ấm rưỡi. Ấm mát rưỡi luôn. Ấm mát rưỡi luôn. Ở đây có hít nữa nè. Ui, cái lều màu cam luôn rồi. Trời ơi, ghê. Cười, cười, ngày mai chị Khanh nhớ mặc đồ bộ chạy ra bơi. Các bạn giờ này Thơ nó đòi đi bơi các bạn ơi. À, mình rồi can đó, quá trời rồi. Mà bà cứ quyết tâm cứ định đòi đi bơi. Trời ơi. Ủa ghê á. Hình như buổi tối bắt đầu nó bị chậm dây điện. Ê cái này nó. Ê kìa, hai đứa thay tụi bay. Tụi bay.
Trời ơi, nhí nhảnh gớm. Ê, mấy hai nó dịch lại hai bọt các phương hướng nhau. Con gái của em nó nổi lên. Hai loại máu. Các bạn hai đi, nó có hai loại máu. Mình có quanh máu, nó có hai máu. Em Ron là con gái, nhưng mà giờ em là con trai. Mình thương mà. Ủa, phòng số mấy vậy? 1062. Em cũng chỉ là con gái thôi. Phòng cuối cùng bên tay trái. Rồi cái thẻ đâu chị Khanh? Đâu có biết. Chị cầm mà em đưa chị rồi. Thật chứ si đâu? Nó ngồi dưới. Em đưa cho chị hồi nãy. Lúc mà chị đi vô trước. Trong túi thôi đó. Không có. Có đúng không? Nhìn vô mũi gió mình sao 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 thế làm sớm ơi rồi chứ rồi hai cậu đi nhà kế bên mình đó nhìn khóa à, nóng quá vậy nóng sao nóng nóng nè mở 71 luôn trời ơi chị nóng. Bóp thêm ai muốn thì chị sẽ đi bóp mọi người kể chứ ai nấu cơm hello yes hold on ờ cho thêm gì mền nè thêm mền cả Linh u warm thêm nha người ta cho thêm mền để xong lấy cái nữa không nấu cơm cái này là cho Christy khổ quá dạ cho mình thêm mền ngoài mình lạnh làm cho chị đi hai đời ơi làm cho chị đi hai đời ơi thôi đừng có làm hai đời ơi hai đời đây trên đây á cái này là cái sofa hồi nãy không kéo ra trở thành cái giường trời ơi đâu first ha Christy sẽ ngủ ở đây với ai một mình chúc Christy ngủ cẩn thận chính xác chúc nhà cũng ngon gì đâu người làm quá cùng lắm mà không rên ồ ai muốn rên đâu lớn rồi ta không lên người ta âm thầm nghĩ lên có rồi không đợi theo ra thì đếm lên trong lạnh nha không nóng quá trời mày vô trước mày đang ở đó mày tắm luôn đi ai là tắm trước thôi đi mày tắm luôn đi thôi thôi này sao mình chạy đó lên hả thôi tắm đi em tắm nha chị Khanh xích ra chị Khanh nó cái này mình đắp cái này xong mình đắp cái đó lên trên cái này chi vậy hả what mình đắp mình có quyền muốn theo yêu cầu của mình dạ dạ được mà chị nói nghe nè của chị nó cứ vẫn cà chớn nó cũng cà chớn rồi nó slow kinh khủng luôn đó đón em sao chị à chị có vui không Linh Dùi. Ở đây nè, đây chị chải cho. Đây. Đây chị chải cho nó đẹp nè. Xuống. Một con ma. Một con ma. Ghê quá à, nhìn hình ảnh này ghê quá. Ờ, chắc chết đó. Chết thiệt cái này nãy giờ ghê quá. Em á, em có cái trong phòng em có cái quạt trần. Cái chị biết đó là em lấy áo dài em treo lên nó để em ủi. Trời đất ơi. Ủi bằng ấy đó. Nó bay bay. Bà chị em đi vô thấy cái áo dài bà hết hồn bà muốn xỉu luôn. Nó bay bay dùng áo dài màu trắng đấy chứ. Mày khùng quá vậy. À. Em để nó để em ủi để em mặc mà. Tự nhiên nó treo cái đèn cái quạt. Chuẩn bị mặc để đi nhà thờ. Cái tì mày mốt định cho thành cái mắt màu đen nha nha cái tì. Mượn sáng nó nhìn mắt ngựa. Tự nhiên sáng nay nó đi make up mắt tao cũng ngạc nhiên mày hết sức. Mày bình thường mày đi này mày đâu có make up đâu. Ngựa chi. Tự nhiên quánh một con mắt đen thui. Bây giờ Christy trở thành con gấu trúc. Cặp mắt trúc. Biết cái gì vậy bà Linh? Biết vậy bữa nay tôi mới gọi đầu để cho có người bấm tóc. Chương trình làm tóc. Chương trình làm tóc rồi. Đêm khuya rồi. Bắt đầu. Đêm khuya mới 9 giờ đêm khuya vậy.
Dễ thương quá à. Dễ thương quá à. Gớm cái chứ. Gớm à. Dễ thương quá sao chịu nổi. Ai? Còn ai vô đây? Ta hả? Chứ ai nữa? Thanh kêu bé đi mệt. Đã khen ta dễ thương. Sao hồi chiều Mỹ nội ta là người yêu của Mỹ, là Mỹ sẽ quạnh ta mỗi ngày. Tại sao vậy? Xong chưa? Để ta đòi tiền Anh cho Mỹ. Mỹ nội là Mỹ quạnh ta mỗi ngày đi. Ta sẽ xồ tiền Anh cho Mỹ. Em nói là chị Thơ là bạn gái của em là em quýnh mỗi ngày. That's why I'm not your girlfriend. Chị Thơ nói mà em có thể em chảy nước miếng luôn á. Ta đi nghe. Xong rồi làm tóc. Sao xong rồi? Rồi gội đầu làm tóc xong xuôi rồi đi ra viền tóc tớm. Hay Kitty. Mọi người tao phải thật lòng đường. Không bình thường hết, lúc nóng lúc lạnh lạ lùng lắm chị ơi. Rồi đang ngủ nha, tự nhiên đang ngủ có cái giục nhìn chờ mắt vô đường xong cái ngủ tiếp lạ. Thôi tao đi ra hư tóc hết, tao mới làm tóc xong. Ủa Christy làm cái gì? Christy ăn snack kia. Bây giờ mấy giờ rồi? Giờ mấy giờ rồi? Ôi là sớm hơn ngon. Thơ, mấy giờ rồi? 12 giờ mà coi ăn nè. Trời ơi. Trời ơi. Snack gì vậy? Bắp. Bắp nướng. Bắp nướng. Ồ. Bắp nướng ngon. Sao ngon? Ai vui vậy? Chị lên ăn đi, chị lên. Các bạn gần 1 giờ sáng mà chúng em đói bụng. Thực sự ra chúng em bốn người này đã đi vô chỗ ngủ thì người ta ăn năm người ta đang ăn ngủ ngon năm lần ngày hôm nay rồi đó mà bây giờ vẫn đói bụng. Chúng em đang ăn cái này là hộp dẻ. Em đang ăn khô gà. Ủa em cũng ăn khô gà này chị Khánh. Ừ. Và Kitty đang ăn khô gà với cái này bạch rang nướng. Linh đang ăn hồi nãy em kêu em no rồi mà sao giờ em ăn nữa người ta. Nghĩa tại mấy chị hết á. Mặc dù ai đi lấy cái này lên vậy làm hại quá. Ai vậy quá. Hại quá. Cái này á từ nãy giờ nó ở trong xe rồi. Ai kêu đừng lấy rồi mà cũng lấy vậy. Ai? Nhưng mà lấy rồi mới có ăn. Chị Khanh đúng không? Chính xác. Ấy á. Cái gì vậy? Còn mấy chút bọt nó rất. Các bạn Thơ nó vừa ăn nó vừa ngủ nó xém lọt ghê. Ngày mai mình phải dậy sớm nữa nha mọi người. Thì bây giờ 2 giờ sáng mình đi ngủ. Mình cứ đem nước vô nè. Có nãy mỗi người chai mà. Thôi không ăn nữa đâu. Muốn nước đâu. Mập quá không. Em muốn ăn cháo đen, em muốn ăn hộp lọn. Em muốn ăn kem sầu riêng. Kem sầu riêng. Em muốn ăn nhiều thứ lắm. Tại vì em đói thì em sẽ muốn ăn nhiều thứ. Được. Em no xong em hết muốn ăn. Thứ hai mình về mình đi ăn hết đi. Mày muốn ăn miếng sữa không? Em thích. I like it. 2, 4, 6. Đó không phải dưới sữa, cái đó là dưới dây già. Nên. Good night nha. Good night. Nay em đi ngủ với chúc mọi người ngủ ngon nha. Okay. Mai nghe rằng ngày mai ra dậy sớm gặp lại đi tiếp. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Căn Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.